chào mọi người. Xin chào, xin chào. Vừa đi công việc xong nên là ở một quán trà sữa thân quen, chuẩn bị một công việc tiếp theo nữa. Bạn đang ở nhà người mẫu kế nhà mình đúng không bạn? Nhà bạn ở đâu? Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Ok, bạn cứ hỏi nha. Chị đang ở Sài Gòn. Chị đang ở quán trà sữa. Nhạc như vậy chứ đang ở quán trà sữa. Xin chào mọi người. Xin chào. Nhớ mọi người. Anh Vũ. Chào anh Vũ. Xin chào Hoàng Đạt. Cảm ơn bạn đã ám mình. Chào chị. Thế do là vừa bàn công việc xong, bây giờ là chuẩn bị tới một công việc thứ hai, nên là trong thời gian này livestream nói chuyện với mọi người. Chị cười đó là chị không thấy mắc mũi gì đâu á. Cảm ơn bạn An. Em làm gì đâu. Xin chào anh Sơn. Instagram chị tên là mt.maytay, tại vì tên maytay mọi người không cho Instagram có tên trùng rồi nên là hình như nó không cho để, thế là chị phải để thêm chữ mt phía đầu để chữ lớn. Mọi người nghe mình nói được gì không? Bye bye anh Vũ.
Cảm ơn em, cảm ơn anh Huệ. Xin chào Thanh Hằng. Xin chào Ngọc Hảo. Bây giờ là mình phải đi công việc tiếp theo, nên là hẹn người hôm sau nói chuyện tiếp.